coi giùm em anh. Rồi. Thính phòng mà đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Edmonton chúng ta, quý vị có đồng ý với Monica điều này không? Một cái điểm trùng hợp là người tổ chức là các em Hà Gầu Vân, Lan và Hà có một cái dịp đi qua Mỹ, Cali chơi để họp mặt với anh YouTuber nổi tiếng là anh Trương Quốc Huy. Thì tình cờ từ dịp đó mới được biết quen biết thêm những người như anh Đặng Minh Ti, một khám phá mới lạ đối với Canada và đối với Edmonton nói riêng. Thì chính vì vậy, Lan, Hà và Ngọc Vân đã bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều quý vị, để tổ chức một buổi tối hôm nay. Từ vì các em muốn chia sẻ cái sự khám phá mới lạ của các em cho tất cả người Canada nói chung và cho Edmonton mình nói riêng được thưởng thức. Kính thưa quý vị, sự mới lạ khám phá mà các em muốn gửi đến tất cả chúng ta tối hôm nay, đó là một tài năng của một nhà văn, một nhà nhạc sĩ. Người mà Monica muốn nói đến đó là nhà văn, nhà nhạc sĩ Đặng Minh Ti. Hà Công Vân xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng. Xin chúc quý vị một buổi tối thật vui tươi và một đêm thưởng thức âm nhạc thật là lý thú. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt tối hôm nay. Xin cảm ơn. Nhạc phẩm sau đây trong là một nhạc phẩm trữ tình với tựa đề Tình Như Cơn Gió của nhạc sĩ Đặng Minh Ti. Và bản nhạc này sẽ được gửi đến chúng ta một giọng hát rất là truyền cảm. Một tràng pháo tay chào đón cho Derek Tuấn. Xin chào chị Monica nhiều. Từng lời nhạc, từng âm điệu mà nó hay như vậy mà tại sao chúng ta chưa từng biết? Thì kết luận lại một câu là anh bậy. Chưa từng biết mà bây giờ mới biết. Như chị Monica nói là mới khám phá, đúng không? Nhưng mà là một người thích nhạc, mặc dù
không có biết hát nhiều nhưng mà một người thích nhạc, nhưng mà cái dòng nhạc như thế này mình tới bây giờ mới biết là anh bậy rồi. Nói chung là anh bậy đi. Nói về đường để lại những cơn sóng, sao mãi xô đời từng giọt sóng êm ái xô ngã duyên tình đầu, còn thầm sâu bên một niềm đau chung sâu đủ hòm phút ân ái sao đắng cay bờ môi, từng lời nói ô uế là trót lưỡi đầu hôn tình đầu đêm ngang trai cho mắt nai u hoài vì lời yêu gió bay tình đời ai có rồi quá hay, và Monica nghĩ là chúng ta cần phải có những giây phút để lắng đồng, để mà giữ mãi cái âm hưởng tuyệt vời của hai bản nhạc vừa rồi, được không quý vị? Và đây là xin mời anh là Nguyễn Tiên. Dạ, em cảm ơn chị Monica rất là nhiều. Dạ, để trước khi em nói những cái gì mà anh Tiên muốn em nói thì em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở Canada. À, riêng là chị Hà, chị Úc Lan, bé Hương nấu đồ ăn và bé Vi là những cái người rất là trẻ, những người bạn rất là mới nhưng mà rất là chân tình đã tổ chức ra một buổi âm nhạc ấm cúng trong gia đình như vậy, và có những người bạn thật là thân thương mà tôi Linh cảm thấy mình thật là hạnh phúc và may mắn đã có mặt ở ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mà cho Đặng Minh Tiên đứng chính một chỗ là Mã Tư Linh không phải nói những gì mà Đặng Minh Tiên muốn Mã Tư Linh nói. Mã Tư Linh gài cái đó để lỡ có nói sai cái chuyện của đại ngài cái gì lưu ý cho đó dùng. Giọng này giống chút hộ em. Chẳng phải. Dạ ok, thật ra Mã Tư Linh cũng rất là ngạc nhiên khi mình được là một người khách mời. Tại vì đối với Mã Tư Linh trong cái khung cảnh như vậy, Mã Minh Tiên là giống như hai anh em rất là thân. Và mọi người ở đây cũng giống là chị em trong gia đình. Thật ra là một cái có mặt ở đây chỉ là một cái bất ngờ. Anh Ti hoàn toàn bị anh Trường Quốc Tuấn đang thực hiện cái YouTuber trong cái livestream của tôi hôm nay. Thành ra là xin quý vị một lần niềm hạnh phúc đó. Nhạc phẩm kế tiếp Monica xin được giới thiệu đến tất cả quý vị tối hôm nay, nhạc phẩm với tựa đề Hạnh Phúc Mong Manh. Nhạc phẩm này sẽ do nữ ca sĩ Hà Ngọc Vân trình bày gửi tới các chúng ta. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Hà Ngọc Vân.
con thuyền trôi không bên bờ. Một thoáng đam mê cho nụ hôn phút ban đầu, hạnh phúc đong đầy vươn tia ra nồng hơi ấm, ngọt đắng trao nhau em nhận ra anh rồi. Do thu sầu ai giót đời vui.
Hoa Kỳ. Yeah. Một lần nữa xin cảm ơn Hoa hậu ca sĩ Hà Ngọc Vân cùng với hai em Hà Lan đã có nhà ý mời anh Thi Chim cùng với lại cô Thọ cũng như là ca sĩ Mai Quốc Vinh đến đây để chung vui cũng như là họp mặt với tất cả các anh chị em đến từ Hoa Kỳ cũng như đến từ Edmonton và Calgary. Rất là hân hạnh. Và phải nói rằng là thật một cái duyên. Bản nhạc gửi về em được gửi chúng ta qua một khám phá mới nữa của Edmonton chúng ta. Một bản thân của Monica, và Monica nghĩ là tất cả sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe tiếng hát này đã diễn đạt một bản nhạc gửi về em với tiếng hát của em Hà. Mời em. Em xin trân trọng, chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã đến với tụi em, và đặc biệt là các anh chị đã yêu thương và support cho em, cho tụi em để có cái đêm nhạc ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Gửi về
cho kênh YouTube Nghe Tấm Cám Canada. Cảm ơn. 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 C